Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái nguyên nhân tại sao những cái bơm nước thế này, bơm chìm, nó vẫn bị cháy. Tức là bơm ngập trong nước rồi vẫn bị cháy. Thì nguyên nhân là tại thế này. Bây giờ mình sẽ bơm nước lên để các bạn xem nhé. Các bạn thấy nước đang chảy rất là mạnh nha. Và đây là mình đang để máy bơm là bơm tự động nha các bạn. Bơm tự động có một cái đặc điểm rất là tốt, đó là khi mình hết nước trên bồn thì nó sẽ tự động bơm và đầy, nó tự động ngắt. Tuy nhiên, rất nhiều nhà dân có cái sai sót là không có gắn phao để chống cản cho cái giếng. Cho nên nó dẫn tới cái việc mà cái bơm nó rất dễ cháy. Thì hiện tại đây mình đang để cho bơm chạy tự động. Thì các bạn thấy nước nó khi mà nó hết thì nó sẽ vẫn cứ chạy luôn và nó không có ngừng. Khi mà nước giếng này hết, nước bồn trên kia đầy, các bạn sẽ chờ một xíu nhé, hết nước thì nó vẫn cứ chạy nhé các bạn. Xíu nữa nó hết nước luôn thì bơm nó vẫn chạy nhé các bạn. Đấy các bạn thấy không? Bơm nó chạy đã rất là yếu rồi, hết nước rồi. Một xíu nó sẽ có bọt, bọt lên này. Đấy. Thì giống cái bơm nước ở đây, lúc đầu nước còn đầy thì nó chạy rất là mạnh xuống đây, rồi khí vào thì nó sẽ cháy bơm thôi, rất đơn giản. Các bạn thấy không? Thì nếu để như vậy, một thời gian sẽ cháy bơm. Cho nên hôm nay mình chia sẻ cái cách để có thể gắn cái phao chống cho bơm không bị cháy nữa ha, đối với bơm nằm dưới giếng nha các bạn. Có trụt xuống dưới không? Lăn qua luôn, cho nằm luôn luôn nhỉ. Chứ sao? Đây là cái giếng của mình. Đấy. Hiện tại đã hết nước rồi và còn rất là sâu. Cái bơm nó đã nổi lên trên mặt nước luôn rồi các bạn. Để mình zoom sát tới các bạn xem nhé. Đó. Đấy. Cái bơm trắng trắng này kìa. Hết nước luôn rồi. Các bạn chỉ cần mua một cái bộ phao nước thế này thôi. Đây, công tắc phao. Một bộ này là 95.000 các bạn. Và một đoạn dây dù dài thế này nha. Thì các bạn sẽ mở dây này ra. Phao nước đây. Vào công tắc cơ. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ cột cái này trước nhé. Cột hai cái phao nước lại với nhau. Ok, thả xuống giếng thôi các bạn. Các bạn chỉ cần thả chạm cái vừa cái bơm là được nha. Rồi mình sẽ cắt ngay đây. Bây giờ các bạn quan sát nhé. Trên cái phao thì nó có điểm A1, A2. Thì A1, A2 là nó chống tràn nhé các bạn. Còn B1, B2 là chống cạn. Thì các bạn sẽ đấu hai dây này lên đây nha. Bây giờ mình sẽ gỡ dây điện lên nha. Đây. Hai dây của máy bơm này. Các bạn sẽ cắt đi. Đấy như vậy. Đấy như vậy là xong các bạn. Đấu lên hai cái phần cao nha. Đó, đấu phần cao là xong. Rồi, ok. Các bạn sẽ dùng băng keo điện băng lại. Rồi. Giờ chỉ việc gắn lên đây thôi là được.
Rồi, vậy là ok nhá. Bây giờ mình sẽ bật nước lên để các bạn xem nhá. Nước đang chảy rất mạnh nha. Mình thấy này, một xíu á, nó hết nước thì nó sẽ tự động tắt nha. Nước nó gần hết rồi. Nổi cái phao lên. Hết nước thì bơm sẽ tự động ngắt. Các bạn sẽ thấy này. Đấy, nó đã ngắt nước rồi. Nhưng mà là không bao giờ sợ bơm cháy nha. Gắn cái phao này thì lúc mà hết nước, giếng hết nước thì bơm nó sẽ tự động ngắt và không bao giờ sợ bơm cháy nữa, rất là hay. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nha.